Hơn 10 năm trở lại đây, nhiều quận ngoại thành của thành phố Hồ Chí Minh đón nhận đông đảo người dân ở các tỉnh thành phố trên cả nước tìm đến lập thân, lập nghiệp. Điều này góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của thành phố ngày càng phát triển năng động. Bên cạnh đó là sự đa dạng về văn hóa, tập quán, lối sống. Chính từ thực tế này mà nhiều năm qua ở từng khu phố không thể tránh khỏi các mâu thuẫn nảy sinh, xuất phát từ thói quen sinh hoạt hoặc từ nhận thức, yêu cầu về môi trường sống của mỗi cá nhân, dẫn đến những vụ việc khiếu kiện, tranh chấp không đáng có, gây mất tình làng nghĩa xóm. Trong bối cảnh đó, mô hình tổ công tác hòa giải ở cơ sở ra đời, được đón nhận như một giải pháp thiết thực, linh hoạt, giúp mỗi địa phương thực hiện hiệu quả công tác củng cố, xây dựng khu dân cư văn hóa, nếp sống đô thị văn minh, hiện đại. Phường 14, quận Gò Vấp là địa phương đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai mô hình tổ công tác hòa giải ở cơ sở. Hầu hết các khu phố đã và đang hoàn thiện mô hình này. Tổ công tác hòa giải ra đời đã khắc phục được những hạn chế trước đây và tạo sự quy củ, chính danh, làm việc với tư cách tập thể, trách nhiệm, nghiêm túc, xây dựng hình ảnh gần gũi nhưng nghiêm khắc. Hôm nay là một buổi họp định kỳ của tổ công tác hòa giải ở khu phố 1. Từ những thông tin mà các thành viên nắm bắt kịp thời ở cơ sở, mọi người cùng trao đổi để tìm ra hướng giải quyết sự việc nhanh chóng và hiệu quả. Chủ yếu là mình phải nắm bắt được cái điều kiện hoàn cảnh của người ta. Vì thực ra ai cũng có một cái cuộc sống mưu sinh riêng á, mình cũng phải nắm bắt. Và hai nữa, vận động người ta để làm sao mà người ta thực hiện theo những cái chỉ thị nghị quyết của Đảng. Thứ hai nữa, của những quy định của ở địa phương, khu phố. Thế bây giờ mà mình không thể làm cứng nhắc được. Thứ hai nữa là mình không lấy cái tôi của mình lên để mình áp đặt cho người ta những cái này cái khác. Mình chủ yếu là mình vận động, và hai nữa là để bà con thấy rằng là như vậy là mình làm như vậy là sai, để mình điều chỉnh lại, để mình làm sao thực hiện để có cái kết quả tốt cho khu phố thôi. Trong khu dân cư, những quần chúng nhân dân xung quanh xảy ra những phát sinh vấn đề nhỏ lẻ như là vấn đề gây ô nhiễm môi trường, nuôi gia súc, rồi vấn đề đậu xe lấn chiếm lòng lề đường, hoặc những vấn đề ví dụ các gây ồn ào thì xung quanh, thì những cái vấn đề đó chúng ta tưởng chừng như là nhỏ lẻ, nhưng mà thực chất trong khu mình mà không tìm ra cái hướng để mà giải quyết, mình tìm ra cái hướng để giải quyết những cái bất đồng mâu thuẫn đó thì dễ xảy ra những cái vấn đề hậu quả có thể là nghiêm trọng, có thể là gây đến đánh lộn đến nhau, rồi cũng thể gây đến hậu quả nghiêm trọng là chết người. Thì tổ thành lập với vai trò này sẽ tìm ra những cái mâu thuẫn gặp, tìm và giải quyết những mâu thuẫn đó để chúng ta đảm bảo ngăn ngừa, phòng ngừa những cái vấn đề đó, để không có gây ra những cái phát sinh mâu thuẫn lớn, để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Trước đây tại khu vực tuyến hẻm 44 này có xảy ra va chạm giữa các hộ dân và hộ kinh doanh cây kiển của chị Tuyền xung quanh việc để đồ đạc, cây cối lấn chiếm lòng đường, lối đi. Tổ công tác hòa giải của khu phố 11 đã sớm gặp gỡ các bên để trao đổi, phân tích, làm rõ những mặt được và chưa được. Từ đó xung đột nhỏ được hóa giải nhẹ nhàng. Hai bên chia sẻ và hiểu nhau hơn, cùng xây dựng tình làng nghĩa xóm bền chặt hơn. Nói chung là tôi buôn bán kinh doanh ở đây thì có lấn chiếm lòng lề đường, thì mọi người dân có phản ảnh, thì nhưng mà qua cái tổ hòa giải có tới giải thích và giải thích để mà hòa giải giữa cộng đồng chòm xóm với nhau, láng giềng nhau, thì tôi cũng đã hiểu chuyện đó, cái vấn đề là ở tôi nên tôi đã dọn dẹp vô để cho đường xá gọn gàng ngăn nắp, trả lại cái đường phố sạch đẹp cho mọi người. Nên tôi cũng hiểu cái vấn đề là cũng như tổ hòa giải đã hòa giải cho tôi với lại chòm xóm láng giềng ở đây để là làm cho mọi người sống hòa thuận vui vẻ với nhau. Nên nói chung là cũng có lợi hai bên, thì mọi người được đường xá đẹp đẽ gọn gàng đi, không có ảnh hưởng xe cộ. Còn tôi thì kinh doanh buôn bán nó cũng thuận lợi hơn. Chúng tôi cũng đã gặp gỡ từng người, từng thành viên và trong cái sự việc của mâu thuẫn thì là sẽ phân tích và lắng nghe những cái điều người dân muốn nói và những cái điều người dân mâu thuẫn, người nào đúng, người nào sai thì chúng tôi cũng đều là phân tích cho từng người, từng thành viên trong cái mâu thuẫn đó. Thì như vậy sau khi nêu được những cái vấn đề đó ra thì mọi người nhận thấy là mình sai cái này, mình là đúng cái kia, thì như vậy là đi đến là cái kết quả
là bắt tay nhau rồi là cùng nhau là hứa hẹn coi như là từ nay chúng ta sẽ là đoàn kết và là vui vẻ hơn. Từ những cách xử lý mâu thuẫn nhỏ một cách linh hoạt, mềm dẻo như vậy, nên chỉ sau một tháng đi vào hoạt động, khu phố 11 đã hòa giải thành công 3 vụ việc xung đột lớn, có nguy cơ trở thành tranh chấp, khởi kiện ra tòa án. Bí thư chi bộ khu phố 11 cũng chia sẻ thêm, để mô hình này hoạt động hiệu quả, đó là khi Ủy ban Nhân dân phường 14 ban hành quyết định thành lập tổ công tác hòa giải ở khu phố. Chi bộ đã đưa nội dung này vào nghị quyết sinh hoạt định kỳ, phân công, phân nhiệm từng đảng viên có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt tình hình ở từng tổ dân phố. Nhờ đó mà bất kỳ sự việc mâu thuẫn nào xảy ra ở cơ sở cũng đều được báo cáo, nắm bắt, giải quyết kịp thời, tường tận. Các cái đảng viên thì kết hợp mà nắm bắt tình hình ở trong cái khu vực mình ở. Sau đó rồi có cái gì thì như vậy là giải quyết được, là chúng ta căn cứ vào cái quyết định đó thì kết hợp cùng với cái tổ hòa giải. Hàng tháng chúng tôi là ra nghị quyết đều lãnh đạo chỉ đạo về vấn đề này là quyết liệt, để là mỗi thành viên, mỗi đảng viên và mỗi một là cái hệ thống chính trị trong khu phố đều phải thực hiện đó, là triệt để đấy. Đó, chứ không nếu như mà tháng mà sinh hoạt báo cáo mà không có thì như vậy là chúng tôi cũng sẽ đưa vào cái là nghị quyết của tháng sau. Sau khi cái tổ mà công tác tới họ tuyên truyền mình á thì nó cũng cải thiện rất là nhiều. Bây giờ người dân ở đây là mọi người là tự giác rồi hết rồi, xe cộ rồi rác rồi là dọn dẹp sạch sẽ rồi. Chứ lúc trước là mình về đây cũng được 7-8 năm rồi thì nó cũng hơi bừa bộn rồi cũng ra vô phức tạp lắm. Mà sau khi có tổ công tác lại là ổn định lắm rồi. Rồi giờ người dân đây giờ họ vui vẻ, hòa thuận, sống vui lắm, tốt. Nếu mà trong xóm của mình ấy mà có những cái tổ như vậy thì cũng rất là tốt, bởi vì là giúp bà con hàng xóm ở đây có những cái cơ quan, như là các cô các chú ở đây có những cái cơ quan hòa giải thì sẽ giúp tình làng nghĩa xóm hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau hơn, và từ đó là làm việc kinh doanh buôn bán ở trong xóm cũng sẽ thuận lợi hơn. Khác với cái tổ hòa giải ở trong khu dân cư mà theo luật á, là sẽ được thực hiện trong một số những cái trường hợp nhất định, còn tổ công tác của chúng tôi á, là sẽ tiếp cận với tất cả mọi vấn đề ở trong khu dân cư từ những cái sinh hoạt của từng hộ gia đình, và như vậy là nó sẽ không bị giới hạn bởi những cái hành vi hay là những cái hoạt động cụ thể nào, mà bất kể những cái hành vi hoạt động mà có thể gây mâu thuẫn với khu dân cư là chúng tôi rà soát, chúng tôi tiếp cận và chúng tôi xử lý ngay từ ban đầu. Qua cái thời gian mà tổ công tác đi vào hoạt động á, thì cái chuyển biến trong địa bàn nó đã rõ rệt. Cụ thể ở đây là các cái tin báo phản ảnh qua đường dây nóng của thành phố, của quận và của phường đối với các cái hành vi hoạt động của các hộ gia đình mà gây ảnh hưởng khu dân cư đã giảm rõ rệt. Và cụ thể là trong tháng vừa qua thì chúng tôi chỉ có 8 tin phản ảnh thôi, trong khi những tháng trước là chúng tôi có hàng chục tin, hàng vài chục tin. Thì như vậy là chúng tôi đã có những kết quả ban đầu khi mà kiện toàn và có cái mô hình mà nó chính quy thì chúng tôi hoạt động, và đây là cái cơ sở để chúng tôi tiếp tục phát huy và hoàn thiện cái mô hình này. Chỉ qua thời gian ngắn đi vào hoạt động, tổ công tác hòa giải ở cơ sở đã cho thấy tính hiệu quả, bởi nó phù hợp và sát với nhu cầu thực tiễn của cuộc sống. Mỗi thành viên trong từng tổ công tác hòa giải luôn biết lắng nghe, chia sẻ và tìm giải pháp hữu hiệu nhất nhằm giải quyết những xung đột nhỏ tại cơ sở, để từ đó cùng với từng hộ dân gìn giữ, xây dựng mối quan hệ hàng xóm láng giềng trong cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.